chào các bạn nhá. Chúc bạn ngày mới vui vẻ. Tôi đang review cho bạn xem một chiếc xe siêu trường, siêu trọng, siêu to khổng lồ chở 100 tấn xi. Những chiếc xe công nông vào bãi rất đông. Chiếc này múc một nửa cát một nửa đá. Và đây là một chiếc công nông nữa này, vào cát, vào bãi để chở cát đi. Hôm nay ở bãi chỗ nhà mình rất nhộn nhịp. Con công nông ba bánh tự chế này thì rất cũ rồi, nhìn con máy dầu nhớt chảy ra. Và đây lại một con nữa lại mới vào bãi. Này các bác công nông rất khoái vì rất đắt hàng. Con này vừa nãy đã thấy chạy 2 chuyến rồi. Kiếm rồi, kiếm 100 bạc rồi. Đây có mỗi mình đi quay này là vẫn đói mốc mồm rồi. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và like và share ủng hộ nhá. Để toàn ngày nào cũng đi quay phục vụ các bạn này, các bạn này ủng hộ mình tí cho bớt nghèo, chứ nghèo quá rồi. Nữa vào múc cát. Ông Trung ơi, học lái đi. Học dễ mà. Lái bừa đi. Cái này có dám vào chân ga nó không chạy nhanh được.